Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay các bạn sẽ cùng team giao đàn đến với hai cầu thủ nhí đầy tài năng tại Thủ Đức. Hai em chia sẻ rằng cực kỳ thích chơi piano trên cây đàn Kidman KS1 Bluetooth vào những buổi học nhạc tại trung tâm, nên đã cùng mẹ đến showroom Điện Biên Phủ đinh ngay siêu phẩm này về. Và còn chơi gì nữa, các bạn hãy bắt đầu video cùng mình thôi. Cây đàn được nhân viên phối hợp đem vào trong nhà cho các em. Nào, chuẩn bị lắp đàn nhé. Thùng piano mở ra và từng bộ phận được các bạn đem ra ngoài, gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, nguồn, các hướng dẫn, ốc lắp đàn. Các động tác rất nhanh nhẹn, cẩn thận, kỹ càng. Và đây là bước lắp đàn piano điện. Kidman sẽ được mình hướng dẫn đến anh em. Đầu tiên, hai chân đàn lắp cố định vào pedal. Tiếp theo là gắn tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp thân đàn vào và cố định vị trí với ốc và tủ vít. Quà tặng theo đàn chính là ghế piano cao cấp với 4 chân chắc chắn màu đen nhám, cảm giác ngồi cực êm, được bọc ni lông toàn bộ. Đây là lúc nhân viên chúng mình chuẩn bị quà tặng cho khách hàng. 4 chân bằng sắt được gắn vào mặt ghế với ốc cố định và quà tặng theo piano đã hoàn tất. Ngoài ra còn kèm thêm một sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành chính hãng tại Minh Phụng. Trước mặt anh em chính là vẻ đẹp sang trọng đầy tinh tế mà Kidman muốn mang đến cho người chơi. Trong thiết kế đầy ấn tượng của KS1 Bluetooth, bạn nhân viên đang chỉnh lại vị trí dây điện sau khi dời đàn theo yêu cầu của gia đình. Bên cạnh vẻ ngoài năng động thì niềm đam mê âm nhạc luôn được các em rèn luyện sau những giờ học tại trung tâm. Các bạn ơi, bóc siêu và test âm thanh trên đàn cùng với thử độ vang và lực nhấn trên 88 phím đàn của hai bé nhé. Với khả năng cảm âm từ nhỏ và sự hỗ trợ đỉnh cao của KS1 Bluetooth thì hai anh em cầu thủ nhí này sẽ tiến bộ hơn sau những buổi học trên lớp như thế nào, hãy cùng khám phá với mình nhé. Đàn sở hữu thiết kế với kiểu dáng nắp bật hiện đại phù hợp với mọi không gian, dáng đứng đặc trưng mang vẻ cổ điển đầy tinh tế. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Cổng USB kết nối máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, sở hữu nhiều chức năng hiện đại như là metronome, đếm nhịp, slip mode, ghi bàn phím, Trinova, trộn tiếng, dance bowl, tăng giảm tone, đa dạng cổng kết nối không dây với app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng. Đến mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vậy là buổi giao piano điện Kidman KS1 Bluetooth đến với khách hàng tại Thủ Đức đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.